Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Đại gia cường đô la đang bị Tất Thành Cang réo gọi. Đại gia siêu xe có gặp gỡ sếp Cang hay không? Vụ án Tất Thành Cang đang được mở rộng điều tra. Tất Thành Cang đã ra tòa vào ngày 8 tháng 1 tại Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, đã tuyên án trong vụ bán rẻ 9 triệu cổ phần Sadeco cho công ty Nguyễn Kim. Theo đó, ông Tất Thành Cang nhận 10 năm tù. Tuy nhiên, đấy là vụ án khác. Còn thêm một vụ án nữa là công an đang điều tra nhắm vào công ty Quốc Cường Gia Lai bởi liên quan đến lô đất công sản trên 32,4 ha ở Phước Kiểng, Nhà Bè, được cho là có giá trị thị trường 2.400 tỷ nhưng lại được công ty đầu tư và xây dựng Tân Thuận 100% vốn thuộc Văn phòng Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh bán cho công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai với giá chỉ có 419 tỷ đồng. Vào ngày 5 tháng 8, cơ quan điều tra công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết họ đã tách nội dung liên quan hành vi của người đứng đầu công ty Quốc Cường Gia Lai để tiếp tục điều tra, làm rõ sai phạm. Đây là hình ảnh cơ quan bảo vệ pháp luật đang nhắm đến Quốc Cường Gia Lai. Được biết, Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa truy tố ông Tất Thành Cang là cựu Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh cùng 3 cựu cán bộ văn phòng Thành ủy và 6 bị can nguyên cán bộ công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đầu tư và xây dựng Tân Thuận, tức là công ty Tân Thuận, đều về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Theo cáo trạng, dự án khu dân cư Phước Kiểng có diện tích 32 ha vào tháng 8 năm 2016, công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai, gọi là công ty Quốc Cường Gia Lai, có văn bản số 88 đề nghị hợp tác đầu tư với tỷ lệ 75-25 hoặc xin nhận chuyển 100% dự án khu dân cư Phước Kiển. Căn cứ nội dung công văn này, ông Trần Công Thiện là bị can, cựu thành viên hội đồng thành viên kiêm tổng giám đốc, chỉ đạo Nguyễn Xuân Tùng là bị can, là trưởng phòng kinh tế tổng hợp, thuê công ty trách nhiệm hữu hạn kiểm toán và dịch vụ tin học Thành phố Hồ Chí Minh thẩm định và đã ban hành chứng từ thẩm định trị giá số 04. Công ty Tân Thuận sau đó chỉ căn cứ vào giá trong chứng thư thẩm định này để thống nhất đơn giá hợp tác với công ty Quốc Cường Gia Lai là 1,95 triệu đồng trên 1m2 với tỷ lệ 30-70. Vào ngày 5 tháng 6 năm 2017, ông Trần Công Thiện, đại diện công ty Tân Thuận, ký hợp đồng số 203, sau đó tiếp tục ký 3 phụ lục hợp đồng kèm theo chuyển nhượng quyền sử dụng diện tích gần 325.000m2 đất trị giá 419 tỷ đồng cho công ty Quốc Cường Gia Lai với giá chỉ có 1,29 triệu đồng mỗi mét vuông. Cáo trạng nêu việc chuyển nhượng này đã gây thất thoát tài sản của nhà nước là số tiền 202 tỷ đồng. Đây là hình ảnh Tất Thành Cang trước tòa. Tại dự án dân cư ven sông vào năm 2008, công ty Tân Thuận ký hợp đồng số 22 với công ty Hoàng Anh Gia Lai theo tỷ lệ 55:45 để đầu tư xây dựng dự án khu cao ốc văn căn hộ thương mại. Đến năm 2012, công ty Hoàng Anh Gia Lai chuyển nhượng 45% vốn góp này cho công ty con là công ty cổ phần xây dựng và phát triển Hoàng Anh, tức là công ty Hoàng Anh. Vào cuối năm 2015, công ty Hoàng Anh chuyển nhượng 45% góp vốn này lại tiếp cho công ty Quốc Cường Gia Lai. Vào ngày 15 tháng 12 năm 2015, thì công ty Quốc Cường Gia Lai có văn bản số 15 đề nghị công ty Tân Thuận chuẩn bị tài sản thế chấp để vay vốn đầu tư triển khai dự án hoặc chuyển nhượng trực tiếp cho công ty Quốc Cường Gia Lai 55% vốn góp của công ty Tân Thuận theo hợp đồng hợp tác kinh doanh số 22 để công ty Quốc Cường Gia Lai triển khai dự án. Đến ngày 23 tháng 11 năm 2017, thì Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành quyết định số 6171 chấp thuận chủ trương cho chuyển nhượng một phần dự án tại khu vực này, và đến ngày 28 tháng 11 năm 2017 thì công ty Tân Thuận ký hợp đồng số 271 với công ty Quốc Cường Gia Lai với giá chuyển nhượng là 20 triệu đồng trên mỗi mét vuông. Vụ chuyển nhượng kết thúc, nhà nước tiếp tục thiệt hại 532 tỷ đồng. Đây là tiền thuế của người dân và thuộc của người dân Việt Nam. Đây là hình ảnh Tất Thành Cang đang kéo chân Quốc Cường Gia Lai. Như vậy thì Quốc Cường Gia Lai của đại gia Cường Đô La và mẹ của ta là Nguyễn Thị Như Loan đang ngập rắc rối về mặt pháp luật. Rất nhiều báo chí đã réo Quốc Cường Gia Lai về liên quan đến sai phạm của Tất Thành Cang nhưng đều thoát. Và liệu lần này cơ quan thực thi luật pháp của chính quyền Đảng Cộng sản Việt Nam có làm gì được Quốc Cường Gia Lai hay không là câu hỏi mà dư luận đang đặt ra. Và liệu đại gia siêu xe
có được đoàn tụ với sếp Cang hay không thì chờ diễn biến tiếp theo sẽ rõ. Vì chơi với các quan chức của nhà nước thì như chơi dao vậy, có ngày sẽ đứt tay. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin kiện Nguyễn Tấn Dũng 2,5 tỷ đô la, rút 2.000 tỷ đồng Việt Nam dễ như lấy kẹo, trùm cuối nào đang đứng sau lưng bà. Vào ngày 4 tháng 8, tờ báo Cà Phê có bài viết bà Đặng Thị Hoàng Yến rút gần 2.000 tỷ đồng của tập đoàn Tân Tạo để làm gì. Bài báo cho biết tập đoàn Tân Tạo hiện nay là chủ đầu tư khu công nghiệp Tân Tạo 443 ha tại thành phố Hồ Chí Minh. Khu công nghiệp Tân Tạo này đã khá nổi tiếng, ngoài ra họ còn sở hữu khu công nghiệp Tân Đức 445 ha tại Long An, quần thể khu công nghiệp đô thị dịch vụ thành phố Tri Thức Tân Đức, quy mô hơn 1.142 ha tại Long An. Quy mô tài sản của tập đoàn Tân Tạo là hơn 13.000 tỷ đồng. Tập trung vào các khoản phải thu bao gồm tạm ứng cho các bên liên quan được đề cập ở trên và giá trị tồn kho đầu tư vào các dự án City Tân Phước, khu công nghiệp Tân Đức tại Long An và khu công nghiệp Tân Tạo tại thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra, khoản đầu tư vào công ty cổ phần Đại học Tân Tạo 812 tỷ đồng. Các khoản đầu tư liên quan đến dự án nhiệt điện Kiên Lương chiếm tài sản lớn nhưng đang vướng mắc về mặt pháp lý. Đây là hình ảnh bà Đặng Thị Hoàng Yến. Một điểm đáng chú ý trong báo cáo của công ty là khoản phải thu khác tăng mạnh trong 6 tháng đầu năm từ 2.046 tỷ đồng vào cuối năm 2021 lên 3.947 tỷ đồng tính đến cuối quý 2 năm 2022, gấp gần 3 lần cùng kỳ năm trước. Trong đó chủ yếu là khoản thu tạm ứng cho bà Mayen Danes, tức là tên mới của bà Đặng Thị Hoàng Yến, đang định cư tại Mỹ. Chủ tịch hội đồng quản trị của công ty là 1.937 tỷ đồng, chiếm đến 56% khoản phải thu ngắn hạn khác, mục đích là để tham gia dự án đầu tư tại Mỹ. Như vậy, bà Yến rút gần 2.000 tỷ đồng một cách nhẹ nhàng, trong khi đó tập đoàn này nợ đầm đìa, chưa chi trả những khoản nợ cho đối tác và bị người ta đang kiện ra tòa. Doanh nghiệp đang dính vào pháp luật mà người chủ có thể rút tiền một cách trơn tru, làm người ta đặt câu hỏi, bà là ai mà miễn nhiễm với pháp luật Việt Nam đến như vậy? Được biết, bà Đặng Thị Hoàng Yến là người từ đệ đơn lên tòa án trọng tài quốc tế kiện ông cựu Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng, bị đơn trong vụ đòi bồi thường tới 2,5 tỷ đô la. Được biết, bà Đặng Thị Hoàng Yến là cựu đại biểu Quốc hội của Việt Nam. Đây là hình ảnh bà Yến đã rút 2.000 tỷ đồng như lấy kẹo. Vào năm 1998, lực lượng an ninh kinh tế khá chật vật trong cuộc đấu tranh với nhiều đối tượng thuộc đường dây chạy thầu một số dự án điện là chuyên án AB98. Trong đó, bà Đặng Thị Hoàng Yến là chủ tịch hội đồng quản trị công ty trách nhiệm hữu hạn Hoàng Yến. Được thành lập vào năm 1997, qua điều tra xác minh, bà Hoàng Yến đã lập và điều hành một đường dây móc nối vào các nội bộ các cơ quan của nhà nước bao gồm Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công nghiệp, Văn phòng Chính phủ, Tổng cục Điện lực Việt Nam, v.v. Mục đích là nhằm thu thập tin tức, tài liệu bí mật để cung cấp cho tập đoàn nước ngoài ABB đấu thầu và trúng thầu một số dự án điện lớn của Việt Nam. Cơ quan điều tra an ninh kinh tế đã xác định các đối tượng bao gồm Đặng Thị Hoàng Yến, chủ tịch hội đồng quản trị công ty Hoàng Yến, Lâm Minh và Nguyễn Duy Bình, nhân viên văn phòng công ty ABB tại Việt Nam, Phạm Hữu Hòa, lái xe cho ông Võ Hồng Phúc, khi ấy là thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, và một số đối tượng khác. Vào ngày 2 tháng 3 năm 1998, cơ quan điều tra khi đó đã khởi tố vụ án cố ý làm lộ bí mật nhà nước, chiếm đoạt bí mật nhà nước trong việc đấu thầu các dự án điện. Đồng thời bắt khám xét, khởi tố và tạm giam 3 bị can bao gồm Lâm Minh, Nguyễn Duy Bình và Phạm Hữu Hòa về tội nêu trên theo quy định tại Điều 92 Bộ Luật Hình sự của Việt Nam. Riêng Nguyễn Duy Bình có thêm hành vi phạm tội là tiêu hủy tài liệu bí mật của nhà nước. Họ không nói rõ là tiêu hủy bằng cách nào. Đây là hình ảnh bà Đặng Thị Hoàng Yến và ông Trương Tấn Sang, Chủ tịch nước Việt Nam khi đó. Vụ án này thu được nhiều tài liệu mật của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tổng Công ty Điện lực Việt Nam và Bộ Công nghiệp. Vào thời điểm đó, bà Hoàng Yến đã trốn, nhưng mà thực chất là sự can thiệp của rất nhiều người. Qua khai thác, cả ba bị can bắt đầu đều nhận hành vi phạm tội, khai báo rõ việc bà Đặng Thị Hoàng Yến móc nối, chỉ đạo, bày cách lấy cắp tài liệu mật để cung cấp cho ABB. Từ đó, bà Đặng Thị Hoàng Yến đã rất quyền lực, vượt qua lưới pháp luật, và lần này, khi bà Mỹ mà rút tiền Việt Nam như lấy kẹo trong túi,
Vậy câu hỏi đặt ra là thế lực nào ở Việt Nam đã giúp bà được làm như vậy? Và được biết bà Đặng Thị Hoàng Yến có mối quan hệ rất gần gũi với ông cựu chủ tịch nước Trương Tấn Sang, nên sức mạnh ngầm của bà Yến còn mạnh lắm.